mỗi ngày. Nấm đông cô thơm nức, ôm lấy phần nhân dai ngọt. Đông cô bách hoa chay, ngọt thơm từ nấm, bữa ăn đầm ấm. Rất vui được gặp lại các bạn khán giả đang theo dõi chương trình Món ngon mỗi ngày, nấu chuẩn, ăn lành. Chương trình được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Và hôm nay chúng ta sẽ thực hiện món đông cô bách hoa chay. Long sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon nấm, trộn đều lên cho cái phần nấm này nó thấm gia vị. Các bạn ơi, thì cái phần đậu hũ trắng này thì mình sẽ trần sơ qua nước sôi, sau đó mình vắt ráo và mình đem tán mịn. Chúng ta luộc đậu hũ, vắt ráo nước, sau đó tán mịn sẽ giúp đậu hũ dai hơn. Đây là đậu hũ tán mịn. Giò sống, 2 muỗng canh hành ba rô băm, 2 muỗng canh cà rốt băm, nửa muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon nấm, 1 muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 1 muỗng cà phê dầu ăn, 1 chút xíu tiêu, 2 muỗng canh bột năng. Thì Long sẽ quết đều. Kim Thảo giúp Long là cắt cái phần ớt với lại cái phần bông cải thành những miếng vừa ăn nha. Ớt cắt xéo nhẹ thôi, trần sơ bông cải nha. Long cho vào đây 1 muỗng canh hạt nêm Aji ngon nấm cho thấm vị bông cải. Long sẽ cho 1 ít bột năng vào phía bên trong của nấm. Chúng ta thêm 1 ít bột năng vào bên trong lòng nấm để tạo độ kết dính. Rồi Long sẽ làm một phần bên phía trên. Mình phải nhấn một cái phần ớt của Kim Thảo lên nè, mình nhấn nhẹ lên trên, thêm màu sắc. Kim Thảo trần bông cải xanh đây. Kim Thảo sẽ vớt ra liền nè và cho vào trong một tô nước lạnh để giữ được cái độ xanh và độ giòn của bông cải. Rồi bây giờ Long phải chuẩn bị một cái nồi hấp, sắp xếp cái phần bông cải này. Trong lúc Kim Thảo chuẩn bị hấp nấm đông cô thì Long sẽ làm cái phần sốt. Cho vào nửa muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 1/3 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê hạt nêm Aji ngon nấm, 1 muỗng cà phê dầu hào chay, 2 muỗng cà phê bột năng, 1 muỗng cà phê nước tương Phú Sĩ và 1 chén nước. Sau đó mình khuấy đều lên cho cái phần nấm đông cô vào. Bông cải xanh nấm đông cô bách hoa chay. Mình sẽ hấp vòng 15 phút. Trong khi đó Lâm sẽ làm cái phần sốt. Cho đây một chút xíu dầu ăn nè, phi thơm 2 muỗng canh hành ba rô băm. Sau khi phi thơm thì Long mới cho cái phần nước sốt này vào. Sau khi cái phần nước sốt này sệt á, lúc này mình cho phần ớt vào. Có ngò rí nè, nửa muỗng cà phê dầu mè. Bây giờ Long sẽ cho cái phần sốt ra chén. Rồi mình sẽ lấy ra. Wow, ôi đẹp quá mà nhìn ngon nữa chứ. Rưới sốt lên là sau đó mời mọi người cùng thưởng thức. Ngon quá luôn á Long. Để tạo nên bữa ăn hoàn chỉnh á, con kiến nghị mọi người nên ăn kèm với món là canh nấm hạt sen. Thấm sốt mặn ngọt, sánh quyện đưa cơm tới miếng cuối cùng.